Thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc cho biết, một quan chức cấp cao của Triều Tiên đang trên đường tới Mỹ để đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Kim Jong-chol đến Bắc Kinh hôm 16 tháng Giêng trong chuyến bay tới Washington để hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 18 tháng Giêng trước khi ghé thăm Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Yonhap cho biết, ông sẽ trao thư của ông Kim Jong-un tới ông Trump trong chuyến thăm ông Kim và ông Trump đã ký một thỏa thuận mơ hồ trong một hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 tại Singapore, kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Nhưng các cuộc đàm phán tiếp theo đã đình trệ vì Triều Tiên đòi Mỹ giảm bớt chế tài, trong khi chỉ có tiến bộ nhỏ và chống đối lời kêu gọi của chính quyền Trump yêu cầu Bình Nhưỡng phải giải trừ hạt nhân hoàn toàn trước khi được bất cứ sự nhượng bộ nào.